Thưa quý vị, sáng nay, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam và các danh thủ bóng đá Brazil đã có buổi thăm, làm việc, chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự đóng góp của ngài đại sứ trong tăng cường phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam Brazil nói chung, thành phố Đà Nẵng và Brazil nói riêng. Mong rằng trong thời gian tới, Brazil có các chương trình hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ cho thành phố. Hy vọng các cầu thủ là đại sứ du lịch quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Đà Nẵng đến người dân Brazil cũng như bạn bè quốc tế. Phát biểu tại buổi tiếp, đại sứ Marco Farani cho biết, đây là lần thứ ba ông đến với thành phố Đà Nẵng. Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Brazil ngày càng được củng cố và phát triển. Đại sứ thông tin, các cựu tuyển thủ tham gia sự kiện lễ hội bóng đá Việt Nam-Brazil 2024 tổ chức tại Đà Nẵng đang sở hữu các trường đào tạo bóng đá trẻ tiềm năng. Thành phố Đà Nẵng có thể cử các cầu thủ trẻ đến Brazil để đào tạo trong thời gian tới. Ngài đại sứ mong rằng sự kiện sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Brazil, giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Cũng trong ngày hôm nay tại Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc hội chợ văn hóa ẩm thực ASEAN. Đại sứ quán Việt Nam và các nước ASEAN đã mang đến sự kiện những tiết mục biểu diễn nghệ thuật cùng với các gian hàng giới thiệu sản phẩm độc đáo của mỗi quốc gia. Tham gia hội chợ văn hóa ẩm thực ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam đem đến một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hai gian giới thiệu hàng hóa và ẩm thực Việt Nam. Tiết mục trình diễn áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam là nét nổi bật, thu hút đông đảo sự quan tâm của các đại biểu ASEAN và quốc tế. Cùng với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các gian hàng giới thiệu sản phẩm chất lượng cao và ẩm thực của Việt Nam cũng thu hút nhiều khách tham quan. Mình đã kinh doanh nhà hàng hơn 10 năm và mình chuyên bán về thực phẩm và ẩm thực Việt Nam, cho nên là mình đánh giá được là món phở và cái món là mọi người châu Á và châu Âu đều thích. Hội chợ văn hóa ẩm thực ASEAN không chỉ là cơ hội để các nước quảng bá những sản phẩm chất lượng cao cùng tay nghề thủ công của ASEAN, mà còn là nền tảng nâng cao nhận thức của công chúng, trao đổi về văn hóa, di sản và ẩm thực đa dạng của khu vực. Đây cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong ASEAN. Thưa quý vị, Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan vừa được tổ chức tại thành phố Bangkok. Đây là cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài cùng phát triển. Trong năm 2023, Việt Nam đón gần 500.000 lượt khách Thái Lan. Ở chiều ngược lại, có 900.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ, kết nối, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy hợp tác hai bên. Việc ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác liên kết phát triển du lịch tại Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan lần này sẽ thúc đẩy sự hợp tác về du lịch hai nước cũng như với tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa có tiềm năng du lịch rất lớn vì có nhiều đảo và các bãi biển trải dài rất đẹp. Nơi đây còn có rất nhiều hòn đảo thật tuyệt cùng bầu không khí rất thú vị, cùng nhiều dịch vụ như tắm suối khoáng, ngâm bùn. Nha Trang còn sở hữu những món ăn hải sản thật ngon, những khách sạn thật đẹp và trên hết, đây là một thành phố trẻ mà du khách Thái Lan rất đáng để quan tâm. Bên lề sự kiện, hơn 120 đại biểu đại diện cho các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp tại Thái Lan và tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động như giới thiệu tổng thể du lịch Nha Trang Khánh Hòa, thảo luận giữa các đối tác, khách mời chương trình, tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ du lịch của Khánh Hòa và Nha Trang. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, lực lượng tham gia vào quá trình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã có sự tăng trưởng về cả số lượng và chất lượng. Nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, mục tiêu cũng như là những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Để phát triển công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng thế mạnh hiện có, việc khai thác phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị đào tạo đang nỗ lực đổi mới từng ngày nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trong khoảng gần 2 thập niên vừa qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chính sách quan trọng khẳng định vị trí và vai trò của sáng tạo nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo, đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển nền kinh tế sáng tạo của đất nước. Tuy nhiên thực tế là một số đơn vị đào tạo còn gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng nhân lực để phục vụ cho các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Bạn trẻ hiện nay thì các bạn ấy các bạn ấy có một cái sự sáng tạo rất là lớn, và các bạn ấy dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên là ở một góc độ nào đấy thì nếu như mà những cái yếu tố đó nó được phát triển trên một cái nền tảng của cái việc là thấu hiểu các cái giá trị văn hóa ấy, thì cái sự phát triển về nghề nghiệp ấy nó sẽ mang tính bền vững.
Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cấu trúc đa ngành, đa lĩnh vực cho Đại học Quốc gia. Với định hướng rõ ràng, nhà trường sẽ đào tạo nên các thế hệ tiềm năng, phục vụ phát triển kinh tế sáng tạo ở Việt Nam và hội nhập với dòng chảy phát triển toàn cầu. Trong cái xu thế hiện nay, thì công nghiệp văn hóa sáng tạo đang là một cái vấn đề rất quan trọng của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt là hướng tới một cái nền kinh tế sáng tạo. Hy vọng là chúng tôi sẽ là một đơn vị để xây dựng và phát triển các ngành đào tạo công nghiệp văn hóa sáng tạo và nghệ thuật để đáp ứng cái nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành này hiện nay. Với một cái vị thế như thế thì nó sẽ giúp rất nhiều cho việc là giảng dạy cũng nghiên cứu cũng như là phát triển cái tầm ảnh hưởng trong những cái đóng góp của chúng tôi với tư cách là những người mà tham gia vào công việc là thực hành và giảng dạy nghệ thuật. Tôi cũng rất là có động lực để mà cùng đóng góp cho sự phát triển của trường, để mà trường trở thành một đơn vị đào tạo uy tín và có những đóng góp cho xã hội cũng như là đóng góp cho nền giáo dục của quốc gia về lĩnh vực khoa học liên ngành và nghệ thuật. Với nhiều chương trình đào tạo về các ngành học đón đầu xu thế, việc hợp tác quốc tế cũng là điểm mạnh của đơn vị nhằm tiếp thu những thành quả của thế giới trong nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa. Sự hợp tác giữa Đại học Tucson và Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng thông qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chương trình học giả US-ASEAN vào năm 2023. Sự hợp tác này có ý nghĩa và tác động đáng kể đối với lĩnh vực nghệ thuật, quản lý nghệ thuật, vì Đại học Tucson nổi tiếng với các chương trình đào tạo nghệ thuật, nghiên cứu bảo tàng và quản lý nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Như vậy, nguồn nhân lực là tài nguyên quan trọng để phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng. Vì vậy, cần đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đặc biệt là nguồn nhân lực sáng tạo, dự báo chính xác sự biến động của nguồn nhân lực này để có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hợp.